Trên đường đi tới núi Ngật Đạn Mộng Diệp, doanh trại của Sở Quỳ. Đi làm việc của ngươi đi. Dạ. Phụ hoàng, Ngực Đạn Dương cho mời. Đi. Bệ hạ, phụ hoàng. Bệ hạ, bệ hạ, mà bắt mạch. Cơ thể của bệ hạ có lẽ do canh nhân sâm vừa rồi xung đột với dược tính mới dẫn tới chóng mặt. Diều cơ, đỡ trọng đứng dậy. Doãn Dương. Có nhi thần. Ở chỗ Ngực Đạn Dương còn đối phó thai trẫm đi. Trẫm cần phải nghỉ ngơi một chút. Phụ hoàng, xin để sơ sở ở lại chăm sóc cho người. Không, con cùng đi với Doãn Dương đi. Phụ hoàng, không nghe lời của trẫm sao? Lui hết đi, trẫm chỉ muốn nghỉ ngơi một mình thôi. Xin tuân lệnh. Sơ sở, đi. Để thần diều bệ hả? Hoàng thượng bệnh nặng, công công định đi đâu vậy? Ra ngoài cho trẫm. Trẫm nói rồi, trẫm không muốn gặp ai hết. Bệ hạ, là Diêu Cơ. Cả đám người vô dụng này, thân thể trẫm càng ngày càng tiêu tụy. Vậy trẫm cần các ngươi có ích gì chứ? Bệ hạ, Diêu Cơ to gan hỏi một câu. Có phải bệ hạ tổn thương hai mắt hay không? Trẫm không mù. Sao trẫm có thể mù chứ? Trẫm chỉ là mệt mỏi nhất thời thôi. Bệ hạ, Diêu Cơ tội đáng muôn chết. Thân thể bệ hạ bị tổn hại, nhưng thuốc thang không tác dụng, thậm chí hai mắt bị mù. Nguyên nhân không phải do Bá Tường đại bại, mà là có kẻ muốn mưu hại bệ hạ. Người nói cái gì? Dẫn vào đi. Đi. Bệ hạ, bệ hạ, không phải là ý của lão nô mà. Trường Cấm là bệ người. Hạ là lão nô hồ đồ, đều là do tên Doãn Dương ép lão nô phải làm. Bệ hạ, ngươi là một tên súc sinh. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ ta mạn, bệ hạ ta mạn, chết đi, bệ hạ ta mạn, bệ hạ ta mạn. Bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, Diêu Cơ biết lúc này bệ hạ đang rất tức giận, nhưng nếu lúc này
Bệ hạ giết chết Trương Cẩm nhất định sẽ khiến Doãn Dương nghi ngờ, rất có thể sẽ khiến hắn chó cùng rứt dậu đó bệ hạ. Trẫm biết các ngươi đang cười nhạo trẫm vô dụng, cả một tên Trương Cẩm nhỏ nhoi cũng không giết nổi, còn nói gì trừ khử tên nghịch tử sở hữu khuê sau. Thân thể của trẫm sớm đã suy yếu từ lâu rồi. Bệ hạ bảo trọng long thể. Trọng, không lẽ trọng sẽ chết trong tay của tên nghịch tử đó sao? Hả? Bệ hạ, cục diện vẫn có thể xoay chuyển. Diêu Cơ to gan, xin bệ hạ hãy tha mạng cho Trương Cẩm, để hắn lấy công chuộc tội, để tạm giữ chân Doãn Dương. Dương huynh, huynh đừng mắc lừa. Bảo Đa, muội giữ hoàng nữ nước Tấn và Dương Thế Tử tới đây làm gì? Tham kiến đại dương. Dương huynh, muội không thể không dẫn họ tới. Tên Doãn Dương này nổi tiếng là giỏi gây xích mích, vừa tham lam lại tàn bạo, muội từng bị hắn hãm hại rồi. Bảo Na công chúa, lâu rồi không gặp. Muội bị bắt cóc, xem chút là đã mất mạng, đều do hắn hãm hại. Dương huynh. Muội, ta thấy nước Tấn cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Do dân tình hai nước bất đồng nên mới gây ra hiểu lầm, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng mà đáng sợ hơn là có kẻ ý đồ lợi dụng hiểu lầm trong quá khứ để mà kiếm lợi ích. Đại Dương, Trích Tinh cho rằng muốn xóa đi hiểu lầm bên trong thì không thể thiếu được người giống như Đại Dương đây. Đại Dương tinh thông phong tục văn hóa của cả hai nước, chắc chắn có thể hóa giải mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai nước. Nếu có thể bỏ qua hiểu lầm, không nghe tiểu nhân xúi dục, không dễ dàng phát động chiến tranh, đây mới là phúc của muôn dân. Ta nên gọi cô là Bột Dương Phi hay gọi cô là Xuyên Dương Phi đây? Quả nhiên thao thao bất tuyệt. Ngươi đừng chơi chữ nghĩa nữa. Được rồi, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Bổn vương nghĩ vừa rồi hoàng nữ nói cũng có phần có lý. Dương huynh, Trích Tinh tỷ tỷ nói rất đúng mà. Muội thấy hay là huynh nên mau tiễn sở hữu khuê rồi đối xử thật nồng nhiệt như là Trích Tinh tỷ tỷ và Tật Xung. Tới lúc tiễn khách rồi, các vị xin đi hết cho. Bảo Na, muội cũng lui ra đi. Là ai? Sao có thể chứ? Phu hoàng, người muốn thay Mã Trích Tinh thay Tấn Dương tới lấy mạng của trẫm sao? Con không có ý này. Cho dù hôm nay con không còn là Bột Dương, nhưng lời hứa năm xưa với đại ca vẫn nặng như Thái Sơn. Cho nên con không thể để mặc cho sở hữu khuê tàn hại tứ đệ. Thì ra ngươi và Chiêu Cơ là cùng một phe sao? Phải. Lại thêm một kẻ bán đứng trầm nữa. Cô ấy chỉ nhận lời nhờ cậy của con, muốn cứu đám ba người Văn Diễn. Xin bệ hạ đừng trách tội cô ấy. Đám phản đồ các ngươi
đúng là tình sâu nghĩa nặng. Đứng lên đi, đứng lên đi. Kẻ thực sự phản bội bệ hạ, muốn đẩy bệ hạ vào chỗ chết, không phải đại ca, không phải tứ đệ, càng không phải Diêu Cơ, mà là Sở Hữu Khuê. Người muốn giúp trẫm đối phó với Sở Hữu Khuê. Trên nghi thức tế tự cầu phúc, mong bệ hạ có thể kiềm chân Sở Hữu Khuê, giúp con cứu đám người gian diễn. Sau đó con sẽ vì tình huynh đệ bảo vệ Hữu Trinh. Chỉ vậy thôi sao? Sau khi bắt được Sở Hữu Khuê, trong nửa năm phải truyền ngôi cho tứ đệ. Cái các người muốn là quan vị của trẫm. Con lấy tính mạng đảm bảo, với tâm tính của tứ đệ sẽ đối xử tốt với người. Xem ra trẫm không có lựa chọn rồi. Một là sống và truyền ngôi cho các người, còn không thì bị giết, đoạt ngôi. Thôi vậy, trẫm đã nhìn thấu từ lâu rồi. Chỉ là trẫm vẫn không hiểu được, người ở bên cạnh của trẫm lâu tới như vậy, vẫn không học được chút nào gọi là bụng dạ độc ác sao? Còn đích thân tới cứu dạ sát. Được rồi, trẫm sẽ truyền ngôi lại cho Hữu Trinh. Tạ ơn bệ hạ. Máu đen, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Quynh còn định giấu ta bao lâu nữa? Ta bị bệnh tật hành hạ, đã không còn thuốc chữa. Hai ta đều rõ hết, đâu cần phải ngạc nhiên. Cô tới gặp ta, có phải vì thời gian này chỗ tứ đệ xảy ra chuyện không? Giờ này Quynh vẫn còn lo lắng cho người khác. Quả nhiên là như vậy, máu đen như vậy, Quynh không còn sống được bao lâu nữa. Tình trạng này xảy ra bao lâu rồi? Ta vốn còn đang nghĩ là không biết cơ thể ta có chèo chống được thêm mấy ngày để bắt Sở Hữu Khuê không. Nhưng nếu cô đã tới rồi, ta nghĩ chắc không thành vấn đề nữa. Quynh cố chấp đối phó với Sở Hữu Khuê, như vậy chẳng khác nào, như vậy chẳng khác nào bắt ta phải tự tay giết Quynh. Sống chết đồng mệnh, ta hiểu được cảm nhận của cô. Quynh vốn dĩ không hiểu gì hết, Quynh vốn dĩ không hiểu gì hết. Diêu Cơ, xin cô hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta, giúp ta kiên trì tới 5 ngày sau để bắt Sở Hữu Khuê, chờ tứ đệ thuận lợi lên ngôi sau khi chỉnh lý Tấn Quốc, chế độ tàn bạo của Sở Quỳ chấm dứt, từ nay thiên hạ thái bình. Thành mai trúc mã của Quynh, cô biết Quynh không còn sống được bao lâu hay không? Ta không để cho nàng ấy biết. Sau khi ta bắt được Sở Hữu Khuê, ta sẽ biến mất trên cõi đời này. Yeah.
Đây là đan dược mà Quỳnh muốn có. Nó có thể giúp giảm sự đau đớn của Quỳnh. Nếu như Quỳnh qua đây, ta sẽ đưa cho Quỳnh. Một, hai, ba. Lần này ta không thể giúp Quỳnh được rồi. Thật sự không thể. Cô xuất hiện vì lo cho sức khỏe của Quỳnh ấy sao? Cô có biết là 5 ngày sau Bột Dương sẽ lẻn vào kinh thành đối phó với Sở Hữu Khuê không? Xem vẻ mặt của cô chắc là không biết rồi. Cô lại càng không thể biết được Bột Dương dự định sau khi lật đổ Sở Hữu Khuê sẽ biến mất khỏi cõi đời này, kết thúc sự đau khổ. Có phải đó là gì? Sức khỏe của Quỳnh ấy càng lúc càng kém hay không? Cho nên Quỳnh ấy mới... Cô cũng không ngốc lắm, cũng nhận ra sự thay đổi của Quỳnh ấy, còn lật tìm hết sách y. Nhưng mà Bột Dương, Quỳnh ấy không hề muốn để cho cô biết được sự thật. Sức khỏe Quỳnh ấy rốt cuộc thế nào rồi? Xin hãy nói ta biết. Ta và Bột Dương sống chết đồng mệnh. Chỉ cần những thứ mà Quỳnh ấy muốn, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Nhưng mà ta thà để Bột Dương hận ta, cũng phải cho cô biết hết sự thật nè. Suy cho cùng thì tất cả đều là tại cô. Ta cho cô biết, nếu không phải năm đó cô khiến Bột Dương mất hết hy vọng, thì Quỳnh ấy sẽ không bị rơi xuống vực, càng không bị ép về uống thuốc của Sở Quỳ, từ đó phải chịu đau đớn liên miên. Ở rừng Trường Sinh, Quỳnh ấy lại vì cô đỡ mũi tên của Sở Hữu Quỳ, khiến cho bệnh tình vô phương cứu chữa. Tất cả đều tại cô. Tất cả đều tại cô. Bây giờ thì Bột Dương chỉ còn sống được nửa năm mà thôi. Tốt lắm. Thì ra không phải là cô không còn chút cảm giác gì cho Quỳnh ấy. Nếu Quỳnh ấy còn không chịu trị thương thì e là chẳng thể kéo dài được nửa năm. Nhưng mà ta hy vọng nửa năm này Quỳnh ấy được sống thoải mái, có thể luôn nở nụ cười. Bà cô chính là người duy nhất mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Quỳnh ấy. Diệu Cơ, cô đối với Bột Dương
cây chùy thủ này là món quà duy nhất mà Bột Dương đã từng tặng cho ta. Nhưng sau trận Bá Tương, vì để cứu Quỳnh ấy, ta không thể không hủy cây chùy thủ này. Đây chính là khoảng cách gần nhất, cũng là xa nhất giữa ta và Quỳnh ấy. Tuy ta và Quỳnh ấy sống chết đồng mệnh, nhưng lại chẳng phải sống chết đồng tâm. Hai người mới là tâm linh tương thông. Diều Cơ ta trước giờ chưa từng cầu xin bất cứ ai, nhưng mà Mã Trích Tinh ta cầu xin cô. Ta xin cô trong nửa năm cuối cùng của Bột Dương, hãy chăm sóc thật tốt trái tim đầy tổn thương mệt mỏi, luôn giấu kín quốc ước của Quỳnh ấy. Có được không? Thực ra ta rất ghen tị với cô. Ta rất ghen tị. Đã bao nhiêu năm qua, mỗi khi Bột Dương có bất cứ tâm sự gì, Quỳnh ấy đều nói với cô đầu tiên. Ta cũng đa tạ cô đã luôn ở bên Quỳnh ấy mà chẳng cần báo đáp điều gì. Đa tạ cô. Nhưng cuối cùng Quỳnh ấy cũng không phải Bột Dương của ta. Quỳnh ấy chính là lang tử cả đời chờ cô. Mấy hôm trước chàng đẩy thiếp ra xa là vì chàng biết bản thân mình không thể cho thiếp tương lai sao? Tinh Nhi rất muốn hỏi sói con có bằng lòng trở thành người để ở bên Tinh Nhi mãi mãi hay không. Thank you.
chàng đã tỉnh rồi. Chàng đợi một lát, thiếp phơi quần áo xong sẽ ăn cơm. Sao cô lại ở đây? Mấy người Lục Nhi đâu? Tật Xung giúp chúng ta đưa tất cả mọi người rời khỏi đây rồi, để dành lại không gian nơi này cho chúng ta. Chàng cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Ta không cần cô chăm sóc. Về đi. Không chỉ có sức khỏe của chàng, mà trái tim thiếp cũng cần được nghỉ ngơi, chữa trị. Chàng có biết là những ngày tháng mà thiếp mong ước nhất, nhưng mà thiếp không thể được toại nguyện, là như thế nào hay không? Chính là có thể được cùng với Lang Tử sống những ngày tháng không tranh với đời. Hai chúng ta sẽ cùng nhau phơi khô quần áo đã giặt sạch. Chàng ấy rất khỏe, đứng bên cạnh giặt khô quần áo. Còn thiếp lần lượt treo quần áo lên trên sào phơi để không bị nhăn nhúm. Khi trời vừa sẩm tối thì hai chúng ta sẽ cùng nhau nấu cơm. Sau đó chúng ta sẽ ngồi ở đây ăn cơm cùng nhau. Mặc dù cơm canh đạm bạc nhưng rất thơm. Ở giữa bàn sẽ đặt món bánh bao nhân thịt mà chàng ấy thích nhất. Những cảnh tượng như vậy thiếp đã thầm tưởng tượng ra vô số lần. Nếu Lang Tử đó không còn nữa thì sao? Nếu chàng không còn nữa thì vẫn muốn sống những ngày tháng như vậy. Một mình thiếp sẽ để trống chỗ phơi quần áo của chàng ra, tưởng tượng rằng quần áo của chàng vẫn treo ở đó. Mỗi khi ăn cơm tối, thiếp sẽ dọn chén đũa của chàng ra, nói với bản thân rằng hai người chúng ta vẫn ăn cơm cùng nhau. Nhưng mà mãi mãi vẫn chỉ có một mình thiếp. Những ngày tháng như vậy thiếp thực sự không thể có được sao? Đừng nói bậy. Diệu Cơ đã nói hết với thiếp rồi. Hôm đó lúc chàng đau đớn té ngã xuống, thiếp đã nhìn thấy chàng hôn mê hết 2 ngày 2 đêm. Những ngày đó thiếp rất lo lắng sợ hãi. Thiếp sợ sẽ không bao giờ được sống những ngày tháng như vậy nữa. Đừng sợ, bây giờ ta khỏe nhiều rồi. Tình trạng tồi tệ nhất cũng còn nửa năm nữa. Nàng muốn phơi quần áo, phơi mấy ngàn bộ cũng không thành vấn đề. Ta sẽ ăn cơm cùng nàng tới lúc nàng không muốn ăn nữa mới thôi.
cả hai chúng ta bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Lần này chàng sẽ không đẩy Thiếp ra xa nữa đúng không? Những ngày tháng nàng mong ước giống hệt với ta mong ước. Đời này của chàng đã quá gian khổ. Thiếp không tin là ông trời lại hà khắc với chàng tới như vậy. Vẫn còn thời gian nửa năm nữa, thiếp sẽ không bỏ cuộc. Chàng cũng không được bỏ cuộc. Chàng tuyệt đối không được bỏ cuộc. Chàng đứng ở đây thì thiếp sẽ căng thẳng lắm đó. Ta không biết là nàng biết nấu ăn đó. Chàng nhìn thiếp đang làm như vậy, nhìn giống biết nấu ăn hay sao? Những món ăn do nàng nấu ta đều ăn hết. Thiếp nghĩ nếu như hai chúng ta có thể được sống ở bên nhau, chắc mỗi ngày đều sẽ như vậy. Sáng sớm thiếp sẽ thức dậy sớm hơn chàng một chút để chuẩn bị bữa sáng cho chàng. Nói lung tung, chắc chắn là ta sẽ thức dậy sớm hơn nàng nhiều. Nàng toàn ngủ tới lúc mặt trời lên cao. Thì ra ở trong lòng chàng, thiếp là một người ham ăn và làm biếng như vậy. Không, vì ta không muốn để nàng dậy sớm như vậy. Cho dù nàng là hoàng nữ, hay là quận chúa, hay là thê tử của ta, ta đều không muốn nàng phải chịu khổ. Nhưng mà thiếp cảm thấy thiếp vẫn nên dậy sớm hơn chàng một chút, để được ngắm nhìn chàng lúc ngủ, cảm thấy phu quân của mình thật khôi ngô tuấn tú. Nhất là lúc chàng ý nở nụ cười. Nhưng mà chàng lại không hề thích cười. Ta thích cười, ta rất thích cười. Chỉ là ta chỉ thích thoải mái cười lớn với nàng, nhưng nàng lại không ở bên cạnh ta, cho nên ta không cười nữa. Sẽ không đâu. Sau này Tình Nhi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lan Tử. Vậy Lan Tử sẽ cười với Tình Nhi mỗi ngày. Đó là gì vậy? Bột mì và đường đó. Nàng định nấu món ngon gì vậy? Chàng đừng có hỏi nhiều như vậy. Chàng ra ngoài nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ biết thôi hả? Đẩy ta. Nàng nói sẽ không rời xa ta mà. Chàng đợi một lát đi mà, sẽ rất nhanh thôi. Ta đi đâu đây? Bên ngoài trời đang mưa mà. Đợi một lát. Vẫn đang gỡ xương cá sao? Đừng có làm nữa mà, thiếp sẽ tự biết chú ý. Xương cá nhiều như vậy, lỡ bị mắc xương thì làm sao?
Nhìn gì vậy? Thiếp nhìn một lang tử trước đây không biết gì hết, vậy mà bây giờ lại biết chăm sóc người khác như vậy. Ăn đi. Ăn lem nhem như mèo rồi kìa. Tình cảm lang tử dành cho Tinh Nhi chưa từng thay đổi. Để không nhìn thấy gì hết. Để chỉ mang nước cho hai người thôi. Hai người cứ coi như để không tồn tại. Không tồn tại nha. Hai người cứ tiếp tục đi. Đừng đi. Ta có việc tìm ngươi. Trung bình tấn cho chắc. Tấn xuống thấp. Tấn xuống thấp. Xong rồi. Đứng vững. Dùng sức. Để muốn uống nước. Thủ lĩnh các đệ, sao đột nhiên lại muốn dạy võ công cho đệ vậy? Đệ cũng không biết tại sao. Ngài ấy nói ngài ấy không chắc có thể bảo vệ tỷ mãi, nên đã dạy tất cả những gì mà ngài ấy biết cho đệ. Đệ cảm thấy rất lạ, nên hỏi rốt cuộc ngài ấy muốn đi đâu. Vậy huynh ấy nói thế nào? Ngài ấy nói là muốn đi ra tiền tuyến, có lẽ là trong thời gian ngắn không về được. Hy vọng đệ học được cách bảo vệ bản thân mình và bảo vệ Trích Tinh tỷ tỷ. Đệ liền nói, nữ nhân của ngài thì ngài phải bảo vệ, sao lại bắt tôi bảo vệ Trích Tinh tỷ tỷ chứ? Vậy huynh ấy trả lời thế nào? Ngài ấy nói ngài ấy cũng hy vọng mãi mãi bảo vệ tỷ, nhưng đời là vô thường. Thật ra thì đệ cũng không hiểu ngài ấy muốn nói gì. Không sao hết, huynh ấy đã nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ không để huynh ấy rời xa chúng ta. Muốn đi hả? Ngài ấy đã quên lời đã hứa với cha của đệ rằng phải chăm sóc đệ tới khi đệ trưởng thành. Đừng hòng lấy cớ đi đánh trận, bỏ rơi đệ. Huynh ấy không muốn bỏ rơi bất kỳ ai. Thật ra huynh ấy là người lương thiện như vậy, chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho người khác trước hết. Đệ cảm thấy là bây giờ ngày ấy càng ngày càng giống cha đệ rồi. Chuyện gì cũng lo lắng quá nhiều rồi. Huynh ấy thật sự muốn tốt cho đệ. Đệ đừng phụ lòng của huynh ấy đó, có biết không? Ồ, đệ biết rồi. Lục Nhi, qua đây luyện kiếm. Đi đi. Ừ. Nàng có biết lúc trước ở phủ Bột Dương, lúc nàng là Bột Dương Phi, ta thích thời điểm nào nhất trong ngày không? Hoàng hôn, có nghĩa cơn mệt mỏi một ngày trời sắp sửa kết thúc. Ta trở về là có thể gặp được nàng. Nhìn thấy nàng ngốc nghếch đợi ta ở phủ Bột Dương, ta vừa về tới, nàng sẽ gọi ta một tiếng điện hạ. Tiếng gọi đó làm cơn mệt mỏi cả ngày của ta đều biến mất theo gió.
Vậy sau khi thiếp rời phủ Bột Dương tới nước Tấn thì sao? Mỗi một ngày ta luôn khiến bản thân bận rộn tới đêm để không thể nào nghĩ tới nàng. Nhưng mà cũng lạ lắm, lúc ta trở về ta vẫn nghe thấy tiếng gọi Điện Hạ, nhưng quay đầu lại thì không có ai ở đó hết. Có lúc ta giống như một cái xác không hồn vậy, đi tới phòng nàng, nhưng trong phòng không có ai. Sau này sẽ không vậy nữa. Thật kỳ lạ, tại sao lại có một người có sức ảnh hưởng tới trái tim người khác, mạnh mẽ như vậy, sâu sắc như vậy? Đừng nói những lời đường mật nữa, thiếp không tin đâu. Thiếp xa chàng bao nhiêu năm như vậy mà không có nữ nhân nào khiến cho chàng dứng dương sao? Không có, nàng là duy nhất. Nói bậy, Diêu Cơ xét về mặt nào cũng có sức quyến rũ tới như vậy. Hai người các người ở bên nhau thời gian lâu như vậy rồi, thiếp thật không tin hai người chưa từng có chuyện gì mờ ám với nhau. Thật sự không có. Nàng không hiểu bình thường giả sát huấn luyện giấc giả thế nào rồi. Nhưng mà đó là Diêu Cơ diễm lệ, lại biết săn sóc người khác nữa. Ta không tin là ngay cả chút suy nghĩ diễn dòng chàng cũng không có. Không có thật mà. Chàng nói thật đi, thiếp không có giận đâu mà. Thật đó. Vậy cô Hoa Khôi ở thành Khuê Châu là Lục Phù cô nương thì sao? Trí nhớ của nàng tốt thật, chuyện lâu như vậy ta đã quên mất rồi. Không biết hồi đó chính miệng ai đã nói là Lục Phù cô nương đó yêu kiều diễm lệ động lòng người, khiến cho bổn vương rất vui vẻ. Ôi, cũng không biết năm đó, sau đó Lục Phù cô nương này thể hiện có tốt không ha. Năm đó
có thể mở mắt được rồi. Xảo quá. Mấy hôm nữa là lễ thất tịch rồi, hai người chúng ta cùng nhau ăn mừng thất tịch trước. Nhanh quá, chớp mắt đã hết một năm rồi. Đúng vậy, năm nay thật sự rất là khó khăn. Nếu như hai người chúng ta có thể biết được sự thật sớm hơn thì không cần phải đợi lâu như vậy mới ở bên nhau. Suốt 8-9 năm qua chúng ta đã trải qua hiểu lầm, yêu thương, căm hờn, dằn vặt. Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Những quá khứ kia chính là nói cho chúng ta mỗi giờ mỗi khắc phải biết trân trọng nhau. Sao không có dây đỏ vậy? Thiếp không tin những thứ đó. Thiếp chỉ biết rằng bây giờ chàng ở bên cạnh thiếp, vậy là đủ rồi. Thiếp không muốn nghĩ tới những chuyện ở trong tương lai nữa. Sáng sớm nấu cơm, tuy nàng không nói đang làm gì, nhưng ta đoán ra ngay là xảo quả, cho nên ta đã chuẩn bị dây đỏ rồi. Giờ chàng lại trở nên rất biết diễn tuồng, rất biết nịnh cho nữ nhân vui vẻ. Ta chỉ tốt với nàng thôi. Trích Tinh, ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng. Sợi dây đỏ này bên của ta thắt nút cúc, bởi vì cả đời này ta chỉ cần một mình nàng mà thôi. Nhưng bên của nàng ta thắt nút mở. Nếu như một ngày ta không còn nữa, nàng cũng đừng cố chấp quá. Con người của thiếp đó chính là cố chấp như vậy. Đã qua 8 năm rồi, hay là 18 năm, 28 năm, thiếp cũng muốn sống như vậy. Trích Tinh, thiếp không nghe, thiếp không muốn nghe. Không nói nữa được không? Sau này không nhắc tới nữa. Bên trong này là cái gì vậy? Sao nó lại cứng vậy chứ? Mất đi nàng rất đau khổ. Ta không thể đánh mất hồi ức giữa ta và nàng lần nữa. Chàng mới là cố chấp đó.
Hôm nay nàng nghỉ ngơi sớm đi. Tối nào ta cũng phải luyện kiếm để chuẩn bị đối phó với Sở Hữu Khuê. Trong người chàng không khỏe, đừng có luyện quá lâu. Hai ngày nữa là phải rời thành rồi đó. Thiếp sợ chàng sẽ mệt. Cho dù là luyện kiếm hay là đi cứu người, chàng cũng phải quay về sớm đó. Ta hứa với nàng. Đại ca, tại sao chúng ta phải luyện kiếm trong đêm, lại còn phải che mắt nữa? Đây là luyện tâm nhãn, cảm nhận hơi thở của vạn vật. Để có tài hơn người, đánh trong đêm chắc chắn là thiên hạ vô địch. Luyện kiếm đi. Hơi. Đại ca, là huynh sao? Đại ca hiện thân về, chẳng lẽ là muốn cảnh báo tứ đệ đang gặp nguy hiểm? Bệ hạ có lệnh, điện hạ không được tự ý rời khỏi. Trong cấm vệ quân có bao nhiêu người của chúng ta trà trộn vào vậy? Dạ khoảng 500. Mau truyền lệnh xuống, có thích khách vào cung. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tự ý hành động. Dạ. Tử thần đại nhân, Tử thần đại nhân, Trương Cẩm công công đang đợi ở bên ngoài, nói là có việc cấp bách, nguy hiểm tới tính mạng. Nguy hiểm tính mạng? Dạ. Thái Bạch đi vắng, tình báo trong đêm, chẳng lẽ kế hoạch truy bắt có biến? Cẩm công công là tử thần. Xảy ra chuyện rồi, Doãn Dương làm phản,
Quả nhiên ngày ấy đã động binh. Sao ngày ấy không thể nào? Lẽ nào hắn đã phát hiện hành động trước? Vì vậy bệ hạ kêu ta nhanh chóng tới hỏi chủ nhân của ngài có tin tức gì không. Chủ nhân vừa mới phụng chỉ đi điều binh, chỉ là ngày ấy sao bỗng nhiên nói là phản là phản. Bệ hạ suy đoán có lẽ tình đối phó với Doãn Dương có thể đã bị tiết lộ ra ngoài. Không thể nào, hành động lần này chỉ có vài người trên thế gian biết. Sao lại vậy? Người có khả năng lớn nhất là ai? Không thể nào là người ngoài. Lẽ nào lẽ nào là Bục Dương? Người lão sược, các người dám bắt ta sao? Doãn Dương, hóa ra đây là cái bẫy. Ông ấy thực sự muốn giết Bổng Dương, lại còn liên thủ với tên Bột Dương nữa sao? Việc tới nước này rồi, Bổng Dương vẫn không bằng tên súc sinh đó sao? Cẩm Công Công chạy mau, mau báo cho bệ hạ Sở Hữu Khuê làm phản rồi. Ngươi chưa hiểu sao? Bổng Dương không tin tưởng Trương Cẩm từ lâu rồi. Hắn không phải Trương Cẩm, chỉ là nhìn rất giống mà thôi. Điện hạ, bắt được Trương Công Công rồi. Giết đi. Nhi thần phải đi thỉnh an phụ hoàng thôi. Trương Cẩm, mau lấy nước tới cho trẫm đi. Trương Cẩm. Có ai không vậy? Người đâu rồi? Các người đi đâu hết rồi? Trương Cẩm. Ai là kẻ nào? Trương Cẩm sao? Là ai hả? Phụ hoàng, là nhi thần, là đứa giống với người nhất trong số những đứa con của người. Nhi thần Hữu Khuê tới thỉnh an người. Nghe nói
Bệ hạ cuối cùng đã truyền ngôi cho Tứ Điện Hạ. Đúng vậy đó. Chính vì nghe nói nên chúng ta mới lũ lượt kéo tới đây. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy sao lại đóng cửa chứ? Sao lại đóng cửa? Tại sao lại đóng cửa? Không biết vậy là sao đây? Vậy đó, sao đây? Cuối cùng đã truyền ngôi cho Tứ Điện Hạ rồi. Sao lại nhốt chúng ta ở đây vậy? Sao nhốt chúng ta ở đây? Tứ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ rồi. Tứ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, không biết nữa. Như vậy là sao? Chứ ngươi làm cái gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các hạ dám buông ra cho ta? Tứ Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, sao các hạ dám? Ơi, đủ hết rồi hả? Tứ Điện Hạ, các ngươi hẳn là đám cuối cùng rồi. Ngươi, đám cuối cùng này tự trung với quân Dương, đáng chịu tội chết. Mau thả ta ra. Chuyện này là sao đây? Chuyện này là sao? Rốt cuộc là sao vậy? Sao đây? Các tướng sĩ nghe chỉ, tra được bè cánh quân Dương phạm thượng làm loạn, giết hại tiên hoàng. Các ngươi làm gì phụ hoàng của ta rồi? Mai thay Doãn Dương hiền minh, được trời cao phù hộ, trước khi tiên hoàng băng hà đã truyền ngôi cho Doãn Dương. Phụ hoàng đã băng hà, các ngươi đã giết phụ hoàng ta. Các ngươi đã giết phụ hoàng của ta. Điện hạ, hôm nay bất kể ra sao người cũng phải nhẫn nhịn, chỉ có sống sót mới báo được thù. Để báo thù cho tiên hoàng, ngoài quân Dương điện hạ ra, nghịch tặc còn lại giết hết không tha. Khâm thử toàn là sàm ngốn. Điện hạ, toàn là sàm ngốn. Người yên tâm, một Dương điện hạ nhất định sẽ tới cứu người. Hắn nói không sai đâu. Một Dương và Mã Trích Tinh chắc chắn sẽ tới cứu ngươi. Vì vậy, chỉ cần có ngươi ở đây, Bột Dương sẽ ở thế chưa đánh đã thua. Đây cũng là lý do trẫm giữ lại cái mạng của ngươi. Sở Hữu Khuê, ta phải giết chết ngươi. Trẫm nhất định sẽ giữ cái mạng của ngươi cho thật tốt. Ngươi chính là hung thủ. Ngươi đã giết phụ hoàng, ngươi dám cướp ngôi. Biểu huynh, Tứ Điện Hạ, biểu huynh, thả chúng ta ra. Xem ra Quang Thành đã thất thủ, hành động đối phó Sở Hữu Khuê cũng đã thất bại. Một Dương còn đang chờ ta, ta không thể ngã xuống được. Một Dương chờ ta. Chư vị chắc cũng đã nghe nói quân tình khẩn cấp rồi. Sở Hữu Trinh đã giết chết Sở Huy. Tuyệt đối không thể nào là do Hữu Trinh làm. Không thể nào. Kẻ làm chuyện này nhất định là Sở Hữu Khuê. Sao ngài lại khẳng định như vậy chứ? Ta vốn dĩ đã có hẹn với Sở Huy rồi, mấy ngày sau vào kinh tróc nã Sở Hữu Khuê, sau đó cho Hữu Trinh nối ngôi. Chắc chắn Sở Hữu Khuê đã phát hiện ra kế hoạch của bọn ta, cho nên mới ra tay trước. Mong là Tấn Dương không trách tội giấu giếm sự thật của tại hạ. Bổn Dương hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài. Đồ bá, Sở Quỳ vừa chết, lúc này chính là cơ hội chúng ta phải nắm lấy. Nhưng mà Minh Châu khó lấy được trong thời gian ngắn, e là phải mất đi thời cơ tấn công trong lần này rồi. Không, khi còn sống Sở Quỳ từng để lại di mệnh, nếu ông ta gặp chuyện bất trắc, trong 3 ngày có thể tấn công Minh Châu. Hả? Tốt quá rồi. Sở Huy tuy không phải minh quân, nhưng lại không thiếu mưu mô xảo quyệt. Ông ta cũng để lại cái sách ứng phó rồi. Được, quân ta sẽ mai phục ở xung quanh thành Minh Châu, chuẩn bị sẵn sàng. Tới khi chúng ta lấy được Minh Châu thì có thể đánh trực tiếp vào kinh thành, cứu tứ đệ của huynh.
Gia Lực Bảo Na, lẽ nào muội quyết phải chống đối lại dương huynh ta đây, chống lại phụ dương của chúng ta, chống lại truyền thống tổ tiên của chúng ta để lại, để gả cho tên nam nhân đó sao? Dương huynh, cho dù huynh giam lỏng Bảo Na 10 ngày 10 tháng, bổn công chúa cũng không thay lòng. Muội nói xem, tên nam nhân đó là ai? Không nói. Bảo Na ngoan của dương huynh. Muội nói coi muốn nam nhân tốt như thế nào, dương huynh cũng có thể cho muội. Nhưng mà muội không được gả đi xa, hả? Muội thật là quá làm càng. Mau lên. Bỏ xuống. Chúng ta có phóng khoáng tới đâu cũng không cho phép công chúa cởi quần ngay ở đây. Dương huynh, huynh coi. Mau lên, mau tháo ra đi. Không. Huynh nhìn rõ đi. Đây chính là gông cùm mà dương huynh trói buộc bổn công chúa, khiến bổn công chúa không thể nào tìm được hạnh phúc. Bảo Na ta. Muội làm như vậy khác nào làm càn hả? Muội đành phải nhảy như vậy cả đời này thôi. Muội, nào, mau lại đây, canh chừng công chúa cho bổn vương. Dạ. Dương huynh. Công chúa. Bổn công chúa nhất định phải trốn khỏi cái nơi này. Mau tháo ra đi. Nước Dương, Minh Châu. Quân phòng thủ Minh Châu đã rút. Xem ra kế hoạch của Sở Quỳ đã có hiệu quả rồi. Thính lực của Đô Bá hơn người, có thể nghe thấy động tĩnh của quân phòng thủ thì đã đành. Sao hoàng nữ hình như cũng nghe được như vậy chứ? Dĩ nhiên là ta không nghe được, nhưng ta có thể đọc được biểu cảm của huynh ấy. Quả nhiên là huynh nghe không sai. Truy Nhật đã báo tín hiệu. Đạo thánh chỉ cuối cùng mà Sở Quỳ hạ, quả thật đúng là rút hết quân phòng thủ. Quân ta có thể mau chóng chiếm lấy thành Minh Châu. Dù quân địch trở lại phòng thủ cũng không thể xoay chuyển, phá được Minh Châu. Sẽ thừa thắng xông lên, chắc chắn quân ta có thể đánh thẳng vào thành Tố Dương. Không được lơ là, phải thám thính thêm. Hai người này quả nhiên là ăn ý tới tột cùng luôn rồi. Nhìn sao cũng thấy xứng đôi dừa lứa hết. Thiếu soái, tôi đã lỡ lời rồi. Không sao, hai người họ quả thật trời sinh một cặp, không thể phủ nhận. Chúng ta cùng Đô Bá trở về Khắc Lãng, ngơ lại thành Thái Nguyên, chiêu binh mãi mã. Muốn lấy được thành Minh Châu thì phải tăng cường quân lính. Dạ, thiếu soái. Không sao chứ? Không sao. Viên hổ phách, ngươi không phải là có thể đem lại dũng cảm và may mắn hay sao hả? Bổn công chúa vất vả nhọc nhằn mới tới được nước Tấn, mà ngươi, ôi, xin ngươi đó, ngươi hãy mau mau giúp ta tới bên Tật Xung đi mà. Bổn công chúa cầu Xuyên xin. Xuyên Dương không thiếu binh khí, không thiếu lương thực, chỉ thiếu nhân sĩ có chí cùng gia nhập vào nhánh quân mới, cùng giao giết Sở Diệt Dương. Người tòng quân
có thể được chia phần lương thực. Cùng kết thúc chế độ tàn bạo, người tòng quân có thể được chia phần lương thực. Cùng kết thúc chế độ tàn bạo, người tòng quân có thể được chia phần lương thực. Cùng kết thúc chế độ tàn bạo. Người kia, người nói chỉ cần tòng quân là có thể gặp được Xuyên Dương còn có lương thực hả? Đúng. Trước mắt tấn công Tố Dương, Xuyên Dương vì việc lượng binh miệt mài ngày đêm, nhánh quân mới này sẽ do Xuyên Dương đích thân thống lĩnh. Vị tiểu ca này, ngươi muốn tòng quân sao? Đương nhiên muốn. Chính vì Xuyên Dương mà bổn công tử ta đây đã lập chí hướng này. Ta cũng muốn miệt mài ngày đêm với ngày ấy. Được. Vẫn ổn chứ? Từ trước tới nay đều dựa vào thuốc Diêu Cơ để lại chống đỡ. Chỉ e bây giờ coi thường ta quá rồi đó. Thịnh soạn dữ vậy? Sao lại có nữ nhân vừa lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp như vậy chứ? Mới học nấu được vài món ngon, giúp chàng bồi bổ sức khỏe đó. Thiếp phải bưng thức ăn đi. Để ta. Cẩn thận đó. Không thành vấn đề. Không sao. Không sao thật chứ? Tình gì ở đây? Tình gì ở đây? Qua bao lâu rồi? Đã một canh giờ rồi. Bệnh của chàng càng ngày càng phát thường xuyên. Xin lỗi nàng, ta đánh giá cao bản thân quá rồi. Chút chuyện vặt này cũng hơi khó khăn. Làm gì có chứ. Ta nói đùa thôi. Không sao. Ta còn rất nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. Với nàng, với Lục Nhi, lại còn truy bắt Sở Hữu Khuê, cứu tứ đệ. Lạc Châu, doanh trại quân Tấn. Phụ Dương gấp rút triệu chúng con, là có việc quân cấp bách sao? Hãy đem những gì ngươi vừa nói lại một lần đi. Dạ. Lần này Sở Hữu Khuê tha chết cho tôi là bởi vì muốn tôi chuyển lời với các vị, đồng thời đem vật này giao cho Bột Dương. Trái hồng này là do Sở Hữu Khuê tự tay khắc. Hắn nói quả hồng tượng trưng cho tình nghĩa của bốn huynh đệ, lại là quả mà quân Dương Điện Hạ yêu thích. Vì vậy ý của Sở Hữu Khuê là mong Bột Dương chỉ một mình ngài đi vào thành Tố Dương đàm phán rút binh, để giữa các huynh đệ không còn nhuộm máu nữa. Hắn biết rằng trong quân Tấn, huynh và quân Dương sở hữu trên tình nghĩa sâu đậm. Cho dù đó là Hồng Môn Yến, huynh vẫn sẽ lao vào nguy hiểm
Đúng rồi, hắn còn nói nếu Bột Dương không tới trong 5 ngày, hắn cũng không dám đảm bảo Quân Dương sẽ được an toàn. Nếu hắn dám động vào một cọng lông của Hữu Trinh, ta sẽ lập tức lẻn vào Tố Dương, lấy mạng của hắn. Tấn Dương, Trích Tinh có việc muốn khẩn cầu. Để tránh việc có người hành sự bốc đồng, làm hỏng kế hoạch lớn, xin ngài hãy bắt người này lại. Bọn chúng sao lại kêu bi thương như vậy chứ? Bên phía quân địch chưa có động tĩnh gì sao? Vẫn chưa có động tĩnh gì. Được thôi, nếu như Bột Dương vẫn không chịu xuất hiện, vậy trẫm sẽ cho hắn một chút áp lực. Chuyện Sở Hữu Trinh đã bị quốc trôi độc ngay trước thành, có nên để cho Bột Dương biết không? Đương nhiên là không. Bây giờ Bột Dương đang bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Nếu đại huynh ấy biết được chuyện của Sở Hữu Trinh, dù chỉ còn là hơi thở cuối cùng, huynh ấy cũng sẽ bò tới thành Tố Dương để cứu người. Đây chắc chắn là quỷ kế của Sở Hữu Khuê. Thấy quân ta chưa có động tĩnh gì nên ép Bột Dương xuất hiện. Và không chỉ có vậy, xem ra chúng ta đã đánh giá quá thấp hắn rồi. Trong thời khắc này, đành phải sống chết một trận. Truyền lệnh của ta, đêm mai toàn quân đột kích Tố Dương. Khoan đã, cung nghinh hoàng nữ. Đã tìm thấy thuốc giải cho Bột Dương rồi sao? Không hổ là hoàng nữ. Chỉ cần Bột Dương về phủ an toàn thì dù có bao nhiêu quân địch tới, lão tử đều không coi chúng ra gì hết. Quân hầu nói rất đúng, đô bá hồi phục sức khỏe thì quân ta nhất định vô cùng phấn chấn. Tới lúc đó, trong cuộc chiến giải cứu Sở Hữu Trinh, quân ta nhất định sẽ đảo ngược tình thế. Trích Tinh, sức khỏe của Bột Dương có thể hồi phục thật sao? Nếu như ta không nắm chắc, ta có thể yên lòng đứng trước mặt mọi người như vậy sao? Đợi sau khi sức khỏe của đô bá hồi phục, chúng ta sẽ thương lượng tiếp việc tấn công Tố Dương.
Tấn Dương, nếu trời cao phù hộ chúng ta, đợi tới khi đánh hạ Tố Dương, Trích Tinh có một tâm nguyện khẩn cầu Tấn Dương tác thành. Hoàng nữ cứ nói. Nếu như việc lớn hoàn thành, lúc đó bất luận hoàng nữ ta còn sống hay không, xin Tấn Dương nhất định phải giúp bách tính an cư lạc nghiệp, không còn phải chịu nỗi thống khổ của thai triều loạn lạc. Mọi chuyện nên như vậy mà. Hơn nữa, đợi tới lúc thiên hạ quy thuận, càng cần tới hoàng nữ dẫn đường cho chúng ta tìm lại ánh hào quang tiền triều. Không cần nhắc tới tiền triều nữa, thứ bách tính cần là tương lai. Tấn Dương, ta đem trọng trách chăm lo cho bách tính, xin giao phó lại cho ngài. Quan trọng hiện giờ là cứu lấy Đồ Bá. Trích Tinh xin cáo lui trước. Trích Tinh có vẻ rất kỳ lạ, tại sao lại nói ra những lời này? Cự Nghiêu, đệ nghĩ nhiều rồi. Hoàng nữ nhất định sẽ cùng chúng ta chiến đấu tới cùng. Hơn nữa, chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy, không phải sao? Ừ, người nên mạo hiểm phải là chúng ta mới đúng. Thiếu soái, ngài định một mình lẻn vào Tố Dương cứu người sao? Dù cho Trích Tinh có cứu được Bột Dương, quân ấy mới bình phục, không thích hợp một mình tới đó. Tình hình của Hữu Trinh hiện cấp bách, không thể chần chừ. Nhưng ngài đi một mình, ta tìm thấy một mật đạo, là một chiếc giếng khô dẫn tới thành Tố Dương, chỉ dựa cho một người chui vào. Ta không muốn nói người khác biết, vì sợ bị ngăn cản. Nhất là Bột Dương, quân ấy chắc chắn sẽ ngăn cản. Vậy cho nên, nhất định phải giúp ta giữ bí mật, tuyệt đối không được để người khác biết, có hiểu không? Nè, mặt đưa đám như vậy là sao? Với thân thủ của ta, ngươi không tin ta sao? Đi nhanh về nhanh, mình đang trở về. Thiếu soái, ta biết rồi. Nếu như ngươi không còn chuyện gì nữa, ra ngoài trước đi, ta còn phải thu xếp hành lý. Dạ. Hổ phách ngực đàn, gia luật bảo na. Cô tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào rồi? Ta có làm cô bị thương không? Ta không sao. Cô vừa uống thuốc xong, cơ thể còn rất yếu, nghỉ ngơi thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Đa tạ. Diêu Cơ, đa tạ cô. Cái này không đáng để vui đâu. Bởi vì cô đã chảy máu đen rồi. Điều này có nghĩa là thuốc cô uống không hề có hiệu quả.
cô nói đi. Còn bao nhiêu ngày nữa thể chất của cô không cường tráng bằng bột dương, e là không được mấy ngày. Trái tình à, ta chưa từng từ bỏ bột dương, ta cũng sẽ không từ bỏ cô. Nhưng mà thật sự ta không biết có cách gì khác có thể giúp cô hay không. Ta thấy người mình yêu hoàn thành tâm nguyện, ta không hề hối hận. Diêu Cơ, giúp ta một việc được không? Đừng cho Bột Dương biết. Đây là thời gian cuối cùng của ta, ta muốn ở bên Bột Dương thật vui vẻ, không để lại điều gì hối tiếc. Sau đó ta có thể chuyên tâm mà đi cứu Hữu Trinh, thay huynh ấy hoàn thành tâm nguyện. Bắn tên! Quân địch đấu được với trẫm sao? Những mũi tên tử mẫu là vô địch. Ta giữ lại mật đạo, không ngờ tên hèn nhát Bột Dương đó lại không dám tự mình tới đây. Hãy mau nhặt xác hắn cho trẫm. Dạ. Đồ bá, quận chúa muốn gặp ngài đó. Quận chúa đã đưa người tới đây rồi. Sau khi tháo xích ra, các người hãy lùi xuống đi, ta có lời muốn nói với huynh ấy. Dạ, quận chúa. Có trách thiếp không? Sao lại trách? Ta biết nàng muốn tốt cho ta,
Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại gọi ta tới đây? Còn mặc y phục xuất giá. Diêu Cơ tìm thấy thuốc giải rồi. Hôm nay sẽ là ngày chàng được sống lại đó. Thuốc giải gì? Diêu Cơ đã nói rất nhiều, Thiếp nghe cũng không hiểu. Lần sau chàng tự hỏi cô ấy đi. Diêu Cơ đã tìm nhiều năm đều không tìm thấy thuốc giải. Tại sao nàng vừa đi lại tìm ra như vậy? Tất cả chuyện này cũng quá suôn sẻ rồi. Bây giờ ta thấy nàng có chút khác lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một nữ nhân mà lại mặc y phục xuất giá, còn chuẩn bị cả rượu mừng, đợi nam nhân mà mình yêu tới. Điều này đã đủ trái luân thường đạo lý rồi. Thiếp ngại tới mức muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống đây. Vậy mà chàng còn một mực nghĩ thiếp khác lạ nữa. Trong ngày mà chàng sống lại, thiếp không điên cuồng muốn gả cho chàng. Đây mới gọi là khác lạ đó. Là ta quá bất thường. Ta vui quá mà. Ta chưa từng nghĩ chúng ta được bên nhau trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc tới già. Thiệp rất muốn được sống như vậy với chàng cả đời. Đợi ta uống thuốc giải rồi, ta sẽ đi tới Tố Dương cứu Tứ Đệ trước đã, rồi trở về. Ta sẽ cho nàng một hôn lễ lớn, thật chân thành long trọng. Sau đó đưa nàng trở về núi Lan Thú, sống những ngày tháng chỉ có hai chúng ta. Đi hoàn thành những tâm nguyện mà chúng ta muốn hoàn thành. Được không? Tại sao lại khóc? Thiếp thực sự rất muốn đi cùng với chàng trở về núi Lan Thu. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tình nhi ngốc. Chúng ta không xa nhau nữa, mãi không rời xa. Nếu như nàng muốn lấy ta, vậy thì chúng ta chính thức bái thiên địa đi. Đa tạ nàng.
đời này của Tình Nhi có thể có được tình yêu của Lang Tử là mãn nguyện rồi. Nếu thật sự có kiếp sau, vậy thì kiếp sau chàng vẫn phải tiếp tục thích ngắm bướm bướm nha. Thiếp tin rằng chỉ cần chúng ta tiếp tục thích nhìn bướm bướm, vậy thì kiếp sau chắc chắn chúng ta có thể nhận ra nhau. Tình Nhi, nàng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của chàng, thiếp đã cho một ít thuốc an thần vào trong hộp son môi để tới lúc chàng tỉnh lại, tứ đệ của chàng đã trở về. Tôi qua rồi Lang Tử, dù cho chỉ còn lại thời gian nửa năm, chàng cũng phải tiếp tục sống cho tôi. Tố Dương, chuẩn bị cung. Sở Hữu Văn ở đâu? Huynh ấy không thể tới được. Chuyển lời với Sở Hữu Khuê, ta muốn gặp hắn. Người tới lại là Mã Trích Tinh à? Bẩm bệ hạ,
Mã Trích Tinh nói với Di Thần: Bột Dương như đèn trước gió, tâm nguyện duy nhất trước khi chết là được nhìn thấy Sở Hữu Trinh bình an vô sự. Nên cô ta đã tới đây, bất chấp mọi hiểm nguy, dù đánh đổi quân Tấn rút binh cũng phải đưa được Sở Hữu Trinh về. Chẳng lẽ nào Bột Dương đã sắp chết thật rồi sao? Hay là họ đang trù tính điều gì đó để trẫm lơi lỏng đề phòng? Vậy hả? Theo như thần thấy, nếu như không phải vì Bột Dương sắp chết thì hắn sao lại đành lòng để Mã Trích Tinh đi vào chỗ hiểm nguy? Chết thật hay giả còn quá sớm để nói, huống chi là chuyện rút binh. Tuy rằng trên danh nghĩa là một hoàng nữ, nhưng lẽ nào lời nói của cô ta đủ trọng lượng để ra lệnh cho quân Tấn sao? Di Thần cũng đã hỏi giống như vậy. Mã Trích Tinh nói thẳng: Cho dù quân Tấn không nghe lệnh cô ta, nhưng một khi quân Mã gia rút binh thì quân Tấn còn lại thế lực yếu ớt cũng sẽ bị ép rút binh. Dù điều này nghe cũng có lý, nhưng nếu trẫm không tận mắt nhìn thấy Bột Dương chết ngay trước mặt của trẫm thì trẫm không thể nào tin được mà vẫn hoài nghi. Bỏ đi, Mã Trích Tinh kia chỉ là một nữ tử yếu ớt thì có thể giở trò gì được chứ? Huống chi vào Tố Dương rồi thì ai cũng là cừu non chờ chết thôi. Cho cô ta vô đi. Rõ. Vậy hả? Vậy còn Diêu Cơ? Chinh hộ phách đã cứu ta. Tố Dương, bệ hạ có mời. Thả Hữu Trinh ra, ta sẽ vào thành. Mau cởi trói cho Sở Hữu Trinh cùng dẫn vào trong đại điện. Trích Tinh tỷ tỷ, khoan đã, bệ hạ đã đồng ý cho thả Sở Hữu Trinh ra, nhưng chỉ cho phép một mình cô vào thành. Mời. Nói với Sở Hữu Khuê, ta vào thành một mình. Cô đã sớm đoán được Sở Hữu Khuê sẽ phòng bị như vậy, có đúng không? Cho dù hôm nay ta phải đi một mình, ta cũng phải vào thành. Bột Dương và mọi người mới có đường sống. Hôm nay mời cô cùng tới Tố Dương, thật ra là vì muốn cùng cô trao đổi một món đồ. Thank you.
Cô đổi chiếc trầm này xong, coi như là cô vào thành cùng ta. Chúng ta đã đổi trăm cho nhau rồi, cũng coi như đã có giao tình sâu đậm với nhau. Nếu như ta không về được thì hãy thay ta chăm sóc Bộ Dương. Đa tạ cô Diêu Cơ. Ý cô là cô muốn đi tìm Sở Hữu Khuê? Dù sao ta cũng là người sắp chết rồi, thì sao không dùng thân phận hoàng nữ đích thân tìm Sở Hữu Khuê để đàm phán đồng ý rút binh? Nếu như vậy thì đương nhiên hắn sẽ thả Hữu Trinh ra. Dù sao thì với tình thế trước mắt, giữa hoàng nữ ta đây cùng với Bộ Dương, với hắn mà nói ta có giá trị lợi dụng hơn. Nhưng nước Tấn sao có thể đồng ý chuyện này được? Tất nhiên là phải giấu họ rồi. Ta muốn cô sắp xếp ngầm đưa ta tới Tố Dương trong tình huống Bộ Dương và mọi người đều không ai biết được chuyện. Nhưng mà chuyến đi lần này, nếu như Sở Hữu Khuê muốn bất chấp tất cả thì cô sẽ một đi không trở về. Phu quân trân trọng. Lan tử, đừng đuổi theo nữa. Thiếp biết khi đọc được thư này chàng sẽ không làm ngơ được, nhưng đừng đuổi theo nữa. Cuộc đời này lúc nào thiếp cũng vẫn luôn dõi theo chàng. Thiếp biết điều đó khổ biết bao. Không gặp chàng, thiếp tìm quá khứ của thiếp và chàng, chịu đau khổ của tội lỗi và hối tiếc. Gặp chàng rồi, nhưng thiếp vẫn cứ luôn đuổi theo Lan Tử và Bột Dương. Dù yêu hay hận, thiếp chưa từng buông bỏ chàng dù chỉ một ngày. Tìm kiếm như vậy rất đau khổ, thiếp không muốn quãng đời còn lại chàng như vậy. Nguyện vọng cuối cùng của Tinh Nhi chính là mong Lan Tử sống thật tốt. Cuộc đời này có chàng không còn gì hối tiếc. Mã Trích Tinh, lần trước gặp nhau ở Hoàng Thành, ngươi vẫn là một Dương Phi. Sau đó ngươi lấy lại thân phận hoàng nữ để chiến đấu với Trảm ở rừng Trường Sinh. Cho tới hôm nay gặp mặt, con đường này thật không dễ dàng với ngươi.
ngươi cũng vậy thôi. Con đường này nguy hiểm khó đi, đã hy sinh mọi thứ rồi. Nếu không hy sinh thì sao nhận về chứ? Giống như hôm nay hoàng nữ tới đây đàm phán, chẳng phải cũng đã buông bỏ thứ gì đó thì mới có được thứ gì đó sao? Tam đệ tốt của ta đã sắp chết thật rồi sao? Không, huynh ấy sẽ sống 100 tuổi. Điều kiện duy nhất để đàm phán là nếu như ngươi mở cổng hiến thành, ta có thể thu nhận ngươi làm thần, quyết không cạn tàu ráo máng. Mã Trích Tinh to gan, ngươi còn dám buông lời ngông cuồng, sỉ nhục bệ hạ. Ta nói lại lần nữa, mở cổng hiến thành, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Mã Trích Tinh, xem ra đúng là Bột Dương sắp chết rồi, cho nên ngươi mới phát điên có đúng vậy không? Giết! Nhanh lên, Bột Dương không trèo lên được. Xuống. Dừng tay, không thể được. Yeah! 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 Yeah!
Dừng tay, quân bộ nghe lệnh, tất cả đều dừng tay. Hôm nay ta tới đây để cứu người, chứ không phải để giết người. Đừng ép ta ra tay. Tất cả tránh ra. Một viên điện hạ từng cứu chúng ta và là chủ tử cùng sống chết với chúng ta. Tất cả lui ra. Một ngày làm quân bộ, cả đời trung thành. Phóng tên. Mau sống lên. Nhanh lên, Mã Trí Tình hiện đang ở trong hoàng cung, gấp rút tới chi viện đi. Toàn lũ nhát gan, đồ vô tích sự. Đứng lên, đứng lên. Trinh Trinh tỷ tỷ, không được bước tới. Còn bước tới ta sẽ dùng kiếm của Bột Dương giết chết hắn. Ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu hắn mà chết, Bột Dương sẽ không tha cho ngươi đâu.
mới là nơi có nhiều quái vật nhất. Tình Nhi, nàng đừng nói nữa. Chúng ta về núi Lang Thú. Đúng vậy, núi Lang Thú. Tiếp dường như nhìn thấy rất nhiều bướm bướm, rất nhiều bướm bướm đang bay lượn tung tăng. Đẹp, đẹp quá. Ta đưa nàng về trị vết thương. Bị kim xuyên tim, dù thuốc của Diêu Cơ cho cũng không thể chống chọi. Cứ ngồi yên để thiếp ngắm nhìn chàng. Ngày hôm đó,
Tố Dương trời đổ cơn mưa lớn, ba ngày không ngớt, giống như trời cũng không đỡ trời xa Trích Tinh tỷ tỷ. Còn cục diện thiên hạ cũng theo đó mà biến động lớn. Nửa năm sau, năm đó khi Sở Hữu Khuê tắt thở, trong triều như rắn mất đầu. May mà có nhiều tướng sĩ là tướng cũ của quân bộ, họ đã nghe theo lời Tam Ca, điều tra ra chân tướng Sở Hữu Khuê giết cha đoạt quyền. Cho nên cuối cùng đã để quân Dương Điện Hạ là ta kế thừa hoàng vị mãi cho tới bây giờ. Đa tạ quân Dương đã vì bách tính thiên hạ chấp nhận nhường lại hoàng vị. Quân Dương, đây chính là phúc lớn của bách tính thiên hạ. Điều này đều là do ta học được từ Trích Tinh tỷ tỷ. Nếu dùng quán trả quán thì nợ máu kéo dài, cho nên ta học theo Trích Tinh tỷ tỷ, cố gắng hóa giải những oán hận với kẻ thù, chung sống hòa bình. Phong thái hoàng nữ, thiên hạ một nhà. Thiên hạ giống một nhà. Công chúa, cô coi thiên hạ yên ổn, tất cả đều nhờ cô. Lúc tên quân địch bắn thẳng về phía ta, chính miếng hổ phách trong ngực đã cứu ta, giúp ta thoát nạn lần này. Nhưng rồi vì vậy mà nó đã bị bẫy. Sau đó ta đã nghĩ đủ mọi cách tìm người để sửa nó lại. Hôm nay tới coi như tạ ơn, cũng để xin lỗi. Bổn công chúa không hiểu huynh đang nói cái gì hết. Vậy sao? Vậy ta đi nha. Nhìn, cút đi cho bổn công chúa. Vậy cô cũng phải cho ta biết tại sao cô lại cho ta thứ này. Thật ra thì ta vốn dĩ không có ý định để huynh biết, nhưng lại không biết nên đối xử với huynh như thế nào. Thì huynh mới không mắng ta, có ác cảm với ta, cho nên ta đành phải lén để viên đá hộ mệnh của Ngật Đạn lại cho huynh. Nhưng ta không ngờ rằng huynh lại đeo nó thật. Bây giờ ta thấy vui lắm, nó thực sự đã thay ta bảo vệ cho huynh rồi. Nếu vậy cô nên mau về thu dọn hành trang đi. Huynh muốn đuổi ta về đó hả? Ai mà dám đuổi cô về chứ. Ta chỉ kêu cô lập tức thu dọn hành trang, cùng ta phiêu bạt chân trời góc bể để ngắm trời đầy sao. Hả?
Nhanh chân lên một chút đi. Chờ ta với. Nè, chờ ta với. Đừng đi nhanh như vậy chứ. Sao hả, đồ nhóc con? Chậm chậm như vậy làm sao cùng ta phiêu bạt chân trời được? Quỳnh nói ai là nhóc con hả? Cô đó. Quỳnh. Sau này ta sẽ kêu cô là nhóc con. Ta không phải là nhóc con đâu. Là nhóc con. Còn Tần Xung đại ca giờ như mây gió. Thì ta nghe nói Quỳnh ấy lại lên đường phiêu bạt, chân trời gốc bể. Có điều bên cạnh giờ đã có thêm một người đồng hành. Mạc Tiêu, Hải Điệp thì vẫn luôn giữ vững lời hứa với Giang Diễn. Hai người họ thực sự đã tới tiểu trấn ở Giang Nam sinh sống và nhận nuôi thêm rất nhiều cô nhi, coi như con ruột. Tiệm Thiết Đồng. Tiểu Giang Diễn. Giang Diễn. Nè, té có bị đau lắm không? Đừng có khóc nha. Tiểu Giang Diễn của chúng ta là dũng cảm nhất, có đúng không? Văn Diễn không khóc. Sau này Văn Diễn lớn lên còn phải bảo vệ cho đệ đệ muội muội nữa. Giỏi thiệt nha. Không sao rồi ha? Có còn đau không? Hết rồi ha? Đau rồi. Sau này dạ chậm thôi đó. Quỳnh là nhớ Quỳnh ấy hả? Là huynh đệ thì làm sao quên được. Sau này cẩn thận một chút. Một cái ca ca. Một cái ca ca. Cùng với các đệ đệ chơi trò chim bướm mất kìa. Đừng phá nữa, các đệ cứ tự mình chơi đi ha. Nghe lời một chút đi. Đi. Nè, chỉ chờ một lát rồi đó. Đi thôi. Còn về Diêu Cơ tỷ tỷ, tỷ ấy không làm việc cho triều đình nữa mà tiếp tục dốc sức vào nghiên cứu làm sao chế thuốc cứu người. Xem ra độc của người này đã được đẩy lùi rất mau chóng. Cứu được một người nhưng còn hàng ngàn người đang chờ cứu kìa kìa. Chủ nhân bao năm nay vẫn luôn không ngừng phá giải các loại kỳ độc, cứu vô số người, nhất định sẽ nhận phúc báo. Nếu như có phúc báo thì hãy giữ cho Mã Trích Tinh đi. Chính cô ấy đã cứu tất cả chúng ta. Còn Tam ca, sau khi đã mang Trích Tinh tỷ tỷ đi thì không ai còn gặp lại họ nữa. Nhưng trong thế giới của Lan Sói đã không còn tình yêu duy nhất nữa. Cuối cùng Tam ca cũng đã lựa chọn đi theo Trích Tinh tỷ tỷ. Mặc dù cả hai người đã ra đi, nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ về một câu chuyện. Ngày xưa ở trong núi Lan Thú có một chàng trai trẻ và một cô gái xinh xắn. Họ đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của đối phương. Chàng trai đưa cô gái bước vào thế giới của Lan Sói. Vì chàng trai mà cô gái quên đi nỗi bi thương của nhân gian. Không được bước tới. Ta mạnh hơn bọn chúng, ta có thể tự làm được. Lúc đó họ không hề biết được rằng trước khi hiểu ra được tâm ý của bản thân mình thì lòng họ đã yêu đối phương mất rồi. Cho dù số phận bắt buộc họ phải thù hận nhau, nhưng tình yêu xóa bỏ tất cả. Đây chính là câu chuyện về Lan Tử và Tinh Nhi. Hy vọng rằng ở trong một thế giới khác họ vẫn có tình yêu.